khu vui chơi Sam World tọa lạc ở quận Gò Vấp, một vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến cực kỳ hấp dẫn với vô vàn những trò chơi thú vị và đặc sắc, giúp cho các bé có những thời gian vui chơi thoải mái bên gia đình và người thân. Không chỉ hướng đến đối tượng trẻ em, khu vui chơi còn bao gồm cả những trò chơi điện tử hấp dẫn phục vụ tất cả những du khách có nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sam World nằm ở vị trí đẹp trên tuyến con đường trà sữa, Phan Văn Trị. Với tổng mô hình xây dựng lên đến 12 thành phố sắc màu, mỗi thành phố mang theo một không gian thế giới riêng, đem đến những trải nghiệm mới lạ cho cả gia đình. Mô hình khu vui chơi độc đáo, đầy màu sắc với các trò chơi hiện đại. Những trò chơi đặc sắc tại khu vui chơi Sam World. Thật khó để bạn tìm kiếm được một khu vui chơi mang lại nhiều giá trị chất lượng như khu vui chơi Sam World. Đây là một khu phức hợp dây chuyền đáp ứng tất cả mọi người với 12 thành phố khác nhau. Sau đây là những trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Khu đua xe, khu sáng tạo, khu vui chơi nước. Với thiết kế nằm trong không gian nhà kính hiện đại và an toàn, khu vui chơi nước bao gồm hệ thống trò chơi cầu tuột, bắn súng nước, đài phun nước cầu vồng. Đặc biệt, khu vui chơi Sam World sử dụng thẻ thanh toán thay thế vé trò chơi, có giá trị sử dụng trong toàn khu vui chơi Sam World. Sử dụng thẻ thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, phụ huynh hoàn toàn yên tâm vì xem được lịch sử các trò chơi mà bé đã tham gia. Sam World chào đón bạn bằng những nụ cười thân thiện và sự phục vụ tận tình từ đội ngũ nhân viên hướng dẫn được đào tạo chuyên nghiệp. Sam World luôn mong muốn mang lại cho bạn cảm giác khỏe mạnh và sảng khoái sau những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn thỏa thích. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!